Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Ngọc và Ngô Sĩ Thành về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, ngày 4 tháng 7 tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, hai đối tượng Nguyễn Trí Ngọc sinh năm 1973 và Ngô Sĩ Thành sinh năm 1976 khi đang trên đường vận chuyển một cá thể hổ sống nặng hơn 230 kg thì bị phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ kèm theo gồm một xe ô tô và hai điện thoại di động. Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.